Tôi đã sử dụng ChatGPT, cô văn phòng này cải thiện translation dịch và interpretation. Interpretation in nhà là gì thêm bếp? Interpretation in nhà thêm bếp Là thuyết trình là thích cận thuyết trình và là thích cận GPT cô nội dung thiên án và thiên án là tôi là thiên án tôi đã dịch 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 thiên án và thiên bết tôi cô thiên án thiên thiên bết tôi cô thiên bết nhưng mà tôi cô in nhà tôi sử dụng AI prompt engineer tôi là prompt engineer so tôi cô write about each part in English, Korean and Vietnamese together. I ask ChatGPT AI first time. So what happened? The ChatGPT give me and like this. And combination of English, Korean and Vietnamese. Okay. So we can study easy. This is first time I use like this. It's very good. Tôi nhắc. Ồ, Bad boy. ồ, nó rất dọn sức mà hành cái sợ giống. No, we Ồ. study with the AI, Okay. và voice AI. Okay, so improve language proficiency. Ono 능력 향상. I read Korean. You read Korean Oh, already. okay, I got it. I will read You read Vietnamese. Vietnamese first. I follow you. Okay. Okay. Ono 능력 향상. Right now, my turn. Yeah, I read right Vietnamese now, or right now. I follow you. I read Yes, after you. Ono nâng rất hăng sang. tiếng Việt. Cải thiện khả năng ngôn ngữ. Cải thiện khả năng ngôn ngữ. Nè. Expand vocabulary, continuously learn new words, phrases, idioms, and expressions in both the source and target languages. Okay, thiên hành. Oh, khi확장. 출발어와 목표어에서 새로운 단어, 구문, 관용구 등을 꾸준히 학습하세요. 똑! 가오! 아오 히 학찬 찬 발로 와 목표 어 에서 새로운 단어 구문 과용 구 등 룬 꾸준히 학습 하세요. 똑! Mở rộng từ vựng, liên tục học thêm từ mới, cụm từ, thành ngữ và cách diễn đạt trong cả ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Mò rộng tư vương liên tức ốc đem từ mỗi cơm từ tăng và các diễn tác dụng ca nung nữ và nung nữ đích Này, mà sao vậy? grammar and syntax mastery, study grammar rule and sentence structure and in depth to ensure accurate and natural translation. 문법과 구문 마스터, 문법 규칙과 문장 구조를 심도 있게 학습하여 정확하고 자연스러운 번역을 보장합니다. 네. Môn bốc qua Kumun Masu Tho Môn bốc Kyu Chích qua Môn chăn Kuchorun Chorun Sim Tô Ích Học sắp hạ Do Chong hạ hạ cô Cha yong Sư Rau Un Bồn Dọc Cưng Bồ chăn Hâm Nị Ta
Nắm vững ngữ pháp và cú pháp, nghiên cứu kỹ các quy tắc ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo bản dịch chính xác và tự nhiên. Nắm vững ngữ pháp và cú pháp, nghiên cứu thì các quy tắc ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo bản dịch chính xác và tự nhiên. Practice listening and speaking. Engage in conversations with native speakers. Listen to media and practice writing and speaking regularly. 듣기 및 말하기 연습. 원어민과의 대화에 참여하고 미디어를 듣고 정기적으로 말하기 및 쓰기 연습을 하세요. Tự kỳ mịch Mahaki dọn sức Wono Minh Qua E Tê Hoa E Chăm O Hako Mi Ti O Rưng Tự Cô Chong Kỳ Chok Cứ Rô Mạnh Ha Kỳ Mịch Sư Kỳ Dọn sức Bưng Ha Sê Dô Liện Liện nghe và nói Tham gia các cuộc hội thảo với người bản xứ lắng nghe các phương tiện truyền thông và thường xuyên thực hành viết và nói. Luyến nhẹ và ngồi tham gia các cuộc hội thôi với nhồi bản sự. Nhồi bản sự của nó mình nhẹ. Người Mình bản xứ native speaker. nhồi bản sự. Tôi là nhồi bản sự tiếng Hàn. Nè, mà À, chào. ta là nhồi bản sự tiếng Việt. Nè. Ok. Lắng nghe các phương tiện sức. Truyền thông và xuống số em thực hành việc và nói. Develop cultural awareness, văn hóa ý Muôn hoa chóc in xích kê ba thức phát triển nhận thức văn hóa phát triển nhận thức văn hóa. Cultural sensitivity, understanding the cultural nuance, idiomatic expression, traditions of both languages to convey meaning accurately. 문화적 민감성, 문화적 민감성, 양 언어의 문화적 미묘함, 관용적 표현, 전통 등을 이해하여 의미를 정확하게 전달할 수 있도록 합니다. 독한 Mung hoa chóc minh cam son giang o no e mung hoa chóc mi mio ham qua dung chóc bio hion chóc thung tương ưn y he ha do y mi run chong hạt ha kê chon tan han su ít tô rock ham này ta nhạy cảm văn hóa hiểu biết sâu sắc về những khác biệt văn hóa biểu đạt thành ngữ và truyền thống của cả hai ngôn ngữ để truyền đạt chính xác ý nghĩa. ngại cảm văn hóa, hiểu về sâu sắc về những khác biệt văn hóa, về tác thân như và sinh tồn của cả của hai ngôn ngữ để thuyết cách chính xác ý nghĩa. Contextual understanding. I think your place a little bit darker than here. Now a little brighter here. Because we have a time zone, maybe 1 hour time zone. Okay. But the same time, but actually solar. So the sun is a little bit different way. We have the same time, but the sun is different. You already your outside is dusk, got a dusk. A little light, but here still we have a sun. Okay, keep doing. Contextual understanding translation is not a word for word. It's crucial to grasp the context behind the source language and how it's expressed in the target culture. Okay, 문맥적 이해.
번역은 단순히 단어 대 단어로 이루어지지 않습니다. 출발의 문맥과 목표 문화에서의 표현 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 문맥적 이해 번역은 단순히 단어 대 단어로 이루어지지 않습니다. 준발로의 문맥과 목표 문화에서의 표현 방법은 이해하는 것이 중요합니다. Hiểu ngữ cảnh, dịch thuật không chỉ là chuyển đổi từ vựng mà còn nắm bắt ngữ cảnh và cách biểu đạt trong văn hóa đích. Chú ngữ cảnh dịch chủ không chỉ là chuẩn đôi từ vựng mà còn khả năng bắt ngữ cảnh và các thứ đặt trong văn hóa đích. Okay. Specialized training, chuyên môn giáo dục. Chuyên môn kêu giúp đào tạo chuyên sâu. Đào tạo chuyên sâu. Tao tao chuẩn sao. Okay. Translation theory. Study theories of translation, such as literal and free translation, dynamic equivalence, and functional equivalence, to choose the best approach based on context. 번역 이론. 직역 대 의역, 동적 동등성, 기능적 동등성 등의 번역 이론을 연구하여 상황에 따라 최적의 접근 방식을 선택하세요. 번역 이론 직역 대 의역 동적 동등성 기능적 동등성 등의 번역 이론은 연구하여 상황에 따라 최적의 접근 방식을 선택하세요. 리 리틱 dịch thuật nghiên cứu các lý thuyết về dịch thuật như dịch sát nghĩa, dịch tự do, dịch tương đương động và tương đương chức năng để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp theo ngữ cảnh. Lý thuyết dịch thuật. Dịch thuật là translation. Lý thuyết là theory, ý đồn. Iron. Lý thuyết. Lý do, lý thuyết. Ok. Lý thuyết dịch thuật. Nghiên cứu các lý thuyết về dịch thuật như dịch sát nghĩa, dịch chữ đồ, dịch chung dung đông và chung đông Tương đương, tương sức đương. nặng về lũ Tương son cho chắc chết tiếp cận. cần phù hợp theo ngữ cảnh. Interpretation techniques for interpretation. Practice consecutive and simultaneous interpretation techniques. Learn note taking strategies, shorthand, and memory exercise to improve retention and recall. 통역 기술. 통역을 위해서는 순차 통역과 동시 통역 기술을 연습하세요. 외모 기술, 속기, 기억력 훈련 등을 통해 어휘력과 회상력을 향상시킵니다. 통역 기술, 통역은 위해서는 순차 통역과 동시 통역 기술을 연습하세요. 메모 기술, 속기, 기억, 력, 형, 훈, 련, 등, 은, 통해 모유력과 회상력은 항상 시 김니다. 그 kỹ thuật phiên dịch. Với phiên dịch, luyện tập các kỹ năng phiên dịch nói tiếp và phiên dịch đồng thời, học cách ghi chú nhanh, viết tắt và rèn luyện trí nhớ để tăng khả năng ghi nhớ và hồi tưởng. Kỹ thuật phiên dịch là interpretation. Phiên dịch là thông dọc. Ok, phiên dịch, bôi phiên dịch.
luôn thắp các phi nang phiền dịch nổi thép và phiền dịch tốn tôi. Chúng tôi là sinh thành. Có các gì khi khi chú nhận việc thất và lên luôn thì nhỏ nhỏ memory để tăng khả năng ghi nhỏ và hồi chung ghi nhỏ là remember recall. Ghi nhớ remember. Use cat tools translation technology such as computer assisted translation cat tools groceries and home bases can help maintain consistency and improve efficiency. 캣 도구 사용, 번역 소프트웨어, 캣 도구, 용어집, 용어 데이터베이스 등을 사용하여 일관성을 유지하고 효율성을 높입니다. CAT toku sa dung bon dọc so bư thư wo we o CAT toku dung so chip dung o ti tho pi sang dung ha yo in quang song un yu chi ha ko hiệu dung song ơn nộp im nị ta sử dụng công cụ CAST sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch thuật CAST thuật ngữ và cơ sở dữ liệu từ ngữ để duy trì sự nhất quán và nâng cao hiệu quả. Sử dụng công cụ khác, sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch thuật khác, thuật ngữ và cơ sở dữ liệu để duy trì sự nhất quán và nâng cao hiệu quả. Practice regularly, định kỳ 연습. Trong khi jogging dọn sấp thực hành thường xuyên. Thực hành thường xuyên. Thực hành trong kỳ giờ kín regularly Thực hành dọn sấp thường xuyên hàng sang. strong sân trong kỳ giờ kín ăn sang strong sân thực Thường hành xuyên. là yến sức là Luôn gì luôn. Luôn luôn. thực hành là yến sức Thực hành là dọn sấp. chuông xuân là regularly Regular, regular. regularly chosen. Translate, interpret daily. Take every opportunity to translate text or interpret conversation. Start with new articles, podcasts, or short dialogue and move to more complex material. Mail 번역 연습. 번역 텍스트나 대화를 통역할 기회를 최대한 활용하세요. 뉴스 기사, 팟캐스트, 짧은 대화부터 시작하여 더 복잡한 자료로 진행하세요. Mê in bon dốc thung dốc dọn sấp bon dốc thạch sư thừ na tê hoa rừng thung dốc han kỳ huê rừng cho tê han hoàn dung ha xe dồ niu sư kỳ sa bẹt kê sư thừ chan bươn tê hoa bụ thò si chắc ha do to búc cháp han cha rio rô Chinh hang ha seo. Dịch và phiên dịch hàng ngày. Nắm bắt mọi cơ hội để dịch văn bản hoặc phiên dịch các cuộc họp hội thảo. Bắt đầu từ các bài báo, podcast hoặc đoạn hội thảo ngắn và tiến dần đến tài liệu phức tạp hơn. Dịch và phiên dịch hàng ngày. Nắm bắt một cơ hội để dịch văn học phiên dịch các cuộc hội thoại bắt đầu từ các bài báo podcast dọn hội thoại nhân và chuyên dẫn đến tài liệu phức tạp hơn. Tài liệu phức tạp hơn.
Shadowing for interpretation. Listen to speeches or recordings and try to interpret them in real time. Shadowing helps with speed and accuracy. 통역을 위한 shadowing. 통역을 위한 shadowing 연설이나 녹음을 듣고, sorry. 녹음을 듣고 실시간으로 통역을 시도하세요. Shadowing은 속도와 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다. 통역은 위한 섀도잉 연설이나 녹음은 듣고 실시간으로 통역을 시도하시오. 섀도잉은 속도와 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다. Phương pháp shadowing: nghe bài phát biểu hoặc ghi âm và thử phiên dịch trực tiếp. Phương pháp shadowing giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác. Phương pháp shadowing nghe bài phát biểu của ghi âm và chữ phiên dịch trực tiếp. Trực tiếp ý nghĩa là gì? Chữ Phát ừ? Trực tiếp ý nghĩa là gì? test Phiên dịch Sếp, in chốc sếp, in nhà là gì? Tiếng Việt. Time. phiên dịch là thông thông dạng translate. Không, chốc sếp. Chốc sếp, in nhà là gì? Tốt chết. Trực tiếp à, trực tiếp ít chưa live. Live. Live, live, real Live. time, chốc chép, ok. Trực tiếp. Chốc Trực tiếp. tiếp, tiếp, Ừ. chốc chép, tiếp, Ừ. chữ, tiếp, ok. Nè. Phiên dịch, chốc tiếp, tiếp, Phương pháp shadowing giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác. Feel free to feedback, collaborate with the viewer, or join translation group to exchange the feedback and critique. Peer feedback, 동료들과 협력하거나 번역 그룹에 가입하여 피드백을 교환하여 비평을 받으세요. Bio bị từ bẹt tung rêu tương qua hộp rớt ha còn à bông dọc cứ ru bê ca ịp ha do bị từ bẹt cưng qua kêu kêu hoang ha cô bị bion ơn ba tư sử dụng nhận phản hồi từ đồng nghiệp. Hợp tác với đồng nghiệp hoặc tham gia các nhóm dịch thuật để trao đổi phản hồi và phê bình. Nhắn phản hồi từ đồng nghiệp. Đồng nghiệp là đồng nghiệp. Tung tung À, gió ok. tung tung Đồng nghiệp. Hợp tác với đồng nghiệp hoặc tham gia các nhóm dịch thuật để trao đổi phản hồi và phê bình. Stay up to do industry trends. Học kê đồng nhân pháp. Dập kê tung hiong qua ạt cập nhật xu hướng ngành Các nhà xu hướng ngạn nhan ý nghĩa là gì ngành chọn cung thân ok thân vùng ok nhan nhan xu hướng là vùng hạn vùng hạn cấp nhất pha hạt là stay update ok. Professional development. Attend workshops, courses, or webinars related to translate and interpretation to stay current with industry best practices. 전문적 발전. 번역 및 통역과 관련된 워크숍 강좌, 웨비나에 참석하여 최신 업계 동향을 파악하세요.
Chọn môn chóc bắn trong bon dọc mịt thung dọc qua qua ron thêm ở khu shop căng choa gò bi na e chăm sóc hai giò chi sinh ok tung hành ơn ba bậc ha sử phát triển chuyên môn tham dự các hội thảo khóa học hoặc hội thảo trực tiếp liên quan đến dịch thuật và phiên dịch để luôn cập nhật những thực hành tốt nhất của ngành. Phát triển nguồn mộng tâm từ các hội thao và hội hội thao cấp chuyên liên quan đến dịch thuật và phiên dịch để luôn cập nhật những thực hành tốt nhất của ngành như của nhân. Ok, networking. Join Professional Translation and Interpretation Association to connect with other professionals and assess resources. Networking. 번역 및 통역 전문가 협회에 가입하여 다른 전문가와 연결하고 자료에 접근하세요. Networking, bon dọc, mịch thung dọc, chọn môn ca, hiệp huê e, ca im hai do, ta rừng, chọn môn ca qua, dọn kion ha cô, cha rio e, chụp cơn ha xe dô. Mạng lưới chuyên nghiệp, tham gia các hiệp hội dịch thuật và phiên dịch chuyên nghiệp để kết nối các chuyên gia khác và tiếp cận các nguồn tài liệu. Mạng lưới chuyên nghiệp tham gia các hiệp hội dịch thuật và phiên dịch chuyên nghiệp để kết nối với các chuyên gia khác và tiếp cận các nguồn tài liệu. Okay, improve note taking for interpretation. 통역을 위한 메모 기술 향상. Thông dọc cương huê han memo kỳ xuân hàng sang cải thiện kỹ năng ghi chú cho phiên dịch. Cải thiện kỹ năng ghi chú của quyển dịch. Ghi chú là Ghi chú là writing, memo. memo, ghi chú. Okay. Symbols and abbreviation. Develop your own system of symbol abbreviation and shorthand for quicker note-taking. 기호와 약어. 더 빠른 메모를 위해 자신만의 기호, 약어, 속기 시스템을 개발하세요. Kỳ hô quan giặc cọ to bà rừng mê mô rừng vì hệ trả sinh man e kỳ hô giặc cọ suki kỳ si, sự thêm mương kê ban ha sử dụng ký hiệu và viết tắt phát triển hệ thống ký hiệu viết tắt và cách viết tắt ký của riêng bạn để ghi chú nhanh hơn. Ký chữ và viết tắt phát triển hệ thống ký chữ viết tắt và các viết tốt ký của lĩnh cần để ký chữ nhanh hơn. Summarization skills. Learn how to summarize key points instead of writing down everything verbatim to keep up with the fast-paced speech. 요약 기술. 빠르게 진행되는 연설을 따라가기 위해 모든 것을 단어 그대로 적는 대신 요점을 요약하는 방법을 배우세요. 요약 기술 빠르게 진행되는 연설을 따라가기 위해 모든 것을 단어 그대로 접근 대신 요점은 요약하는 방법은 배우세요. Kỹ năng tóm tắt học cách tóm tắt những điểm chính. Thay vì ghi chép lại toàn bộ để theo kịp với các bài nói nhanh. Kỹ năng tóm tắt, học cách tóm tắt những chương trình
À, tại vì khi xếp lại toàn bộ để theo tiếp tối các bài nói nhạc. Work on speed and accuracy. Tốc độ và chuẩn học sinh hàng sang. Sắc tố qua trong hạt sông hạng xăng tăng tốc độ và độ chính xác. Tăng tốc độ và độ chính xác. Tăng hàng sang. Improve. Tăng Improve tăng SD faster. à, phát triển ok ok time translation interpretation set time limit to simulate real life translation or interpretation scenarios. This improves your ability to deliver under pressure. 시간 제한 번역, 통역 연습. 실제 번역 또는 통역 시나리오를 시뮬레이션 하기 위해 시간 제한을 설정하세요. 이를 통해 압박감 속에서도 전달 능력을 향상시킬 수 있습니다. 시간 제한 번역 통역 연습 실제 번역 또는 통역 시나리오를 시뮬레이션 하기 위해 시간 제한을 설정하세요. 이를 통해 압박감 속에서도 전달 능력은 항상 세 kinh su nun samnita dịch và phiên dịch giới hạn thời gian đặt giới hạn thời gian để mô phỏng các kịch bản dịch thuật hoặc phiên dịch thực tế. Điều này giúp nâng cao khả năng truyền đạt dưới áp lực. Dịch và phiên dịch rồi hàn thôi chẳng đất rồi hàn thôi chẳng để mô phỏng phố các thích và dịch thuật học dịch thuật là translation Nè. ok dịch thuật học phiên dịch thực thể điều này giúp nâng cao khả năng truyền đạt dưới áp lực. Post editing practice when translating. Challenge yourself to deliver an accurate draft quickly and go back and find it. This will boost both speed and quality over time. Post editing 연습. 번역할 때 정확한 초안을 빠르게 작성한 후 다시 돌아와서 정교화하세요. 시간이 지남에 따라 속도와 품질 모두 향상될 것입니다. Booster edit thêm dọn sức bông dập ham tê trong hoặc ham cho ăn nên ba rư kê chắc san han ủ ta si tổ rao qua so trong kêu qua hai xe dụ si cần đi chi nam mê ta ra sóc tô qua bom chinh mô tu hang sang ten kết sâm nì ta thực hành hậu chỉnh sửa khi dịch hãy thử một bản thảo chính xác trong thời gian ngắn sau đó quay lại và chỉnh sửa. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao cả tốc độ và chất lượng theo thời gian. Hành thảo xứng sử thì dịch hai thì thảo một bản thảo chính xác trong tôi giảng nan sau đó quay lại và chỉnh sửa chữ này sẽ giúp bạn nâng cao vào tốc độ và chất lượng theo tôi giảng work on specialization phẩm na thạc. Ở trong môn hoa chắc có chuyên môn hóa Chuyên muốn quá chuyên không chuyên 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 lúc là professional I know presentation không chuyên phát là âm amateur là chuyên muốn quá chuyên chuyên môn hóa chuyên 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 môn hóa chuyên muốn quá
Ok, chuyên chuyên môn chuyên hóa. Ok, chuyên môn chuyên cung chuyên 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 ngành. Chuyên ngành là chuyên chọn cung ok, chị. chuyên môn hóa. Ok, chuyên môn. Ok, có thể hiểu. Industry specific knowledge. If you specialize in a certain field, for example, legal, medical, technical, dive deep into the specific jargon, laws, or system of that area. 분야별 지식. 특정 분야의 법률, 의료, 기술에 특화된 경우 해당 분야의 특정 용어, 법률 또는 시스템을 깊이 파고드세요. 본 지식 thực trong bung gia về bốc mơ riêng y rio y sun e thực hoa thêm tiong u hê tan bung gia e thực trong dung o bốc riêu tổ nương si sự thêm mươn kỳ bi ba cô tự xây dụng. Kiến thức chuyên ngành, nếu bạn chuyên về một lĩnh vực cụ thể như pháp lý, y tế, kỹ thuật, hãy tìm hiểu sâu về các thuật ngữ chuyên ngành, luật pháp hoặc hệ thống trong lĩnh vực đó. Giật thân. Ok, nhanh nhanh. Kiến thức chân nha. Nhu bản chân, chân, một lĩnh vực cụ thể như pháp lý, y tế, kỹ thuật, hay tìm hiểu sau về các chuột, nhu chuột chân, ngắn, 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 chuột ngắn, ngắn, Chuyên nhu ngắn, ngắn, ngành. luật Mấy pháp. giờ? Mấy giờ? Bây giờ, ok, chuyên ngắn. Luật pháp ốc hệ thống trong lĩnh vực đó. Being knowledgeable in specialized field enhances both translation accuracy and interpretation competence. 전문 분야에 대한 지식은 번역의 정확성을 높이고 통역 시 자신감을 줍니다. 전문 분야의 대한 지식은 번역에 정확성은 높이고 통역 시 자신감은 줍니다. Kiến thức chuyên sâu giúp nâng cao độ chính xác trong dịch thuật và tự tin khi phiên dịch. Kiến thức chuyên sâu giúp nâng cao độ chính xác trong việc truyền bá thư trên kinh ok. So I very doubt of your English, reading skill of English. You reading English very well. So I doubt of you about that. Okay, thank you. Because I had been teaching English for 10 years. What? Really? Yeah. You have been a teacher. English teacher before? Yes, for two with the Korean students. Wow, Yeah. I don't know. I have been learning with you around 6 months, Yes. Korean and Vietnamese together. But right now, currently, I know you are also English teacher. No, no, not now. Okay, so 1 minute. Maybe next week we study. If I have time, tomorrow I'll be busy, and then we have next week. Oh. Tomorrow, are you busy? Yes, I'm busy tomorrow. We cannot learn together Yeah. tomorrow. We cannot learn together because I go to Asan. I go to Asan. Okay, if you have Okay. the time, you can you tell me? Okay. Yeah. Bye bye. Okay, bye bye. Cảm ơn hôm nay ta. Nè. Tomorrow I study truck. Okay, along. Yes.